Cái hồi đấy mình về Việt Nam, mình có gặp, mình có mấy người bạn, họ có qua bên Miễn Điện làm ăn, họ có qua bên đó họ nghiên cứu làm ăn, bỏ đi Miễn Điện coi vậy chứ họ họ không có văn minh, bằng không hiểu tại sao mà họ làm như họ không được văn minh này. Họ, mà bây giờ Đầu óc không có nhạy bén. mà rõ ràng là mình thấy như các bà anh Suki đây này, mà cái dân Miễn Điện nó cũng kỳ nữa, là các bà này nữa, là bà nó phải người dân Miễn Điện đâu, bà là người dân Ăng Lê mà, bà có quốc tịch Ăng Lê Bà có bà có chồng một người Ăng Lê. Cái bà Yuki cả cái nước Miễn Điện bao nhiêu người mà tại sao mà không kiếm được người nào mà là con dân nước đuôi không Miễn phải, tại vì cái bà này được cái giải nhân quyền của Liên Điện? Quốc để vì chỗ đó, để bà giống như bà cho người dân đó ăn bánh vẽ, để anh hiểu rồi không? Thì nói một cách chính xác là như vậy, theo tôi suy luận là cái dân Miến Điện á, cái đất nước Miến Điện nói chung họ bất ổn về vấn đề chính trị, bất ổn về chính trị, cho nên vì cái đó tan làng xẻ nát thôi anh ơi. Ngày xưa Việt Nam Cộng Hòa cũng vậy, anh thấy không, mất nó y chang vậy thôi, cũng đảo chánh liên miên, rồi thằng Thái Lan cũng đảo chánh liên miên Anh cứ đó. anh tiếp tục anh nói chuyện về cái đạo chính đi nha. Anh tiếp tục mà nói, mình ra mình lấy cuốn sách mình đọc lên nha. Rồi thì nói một cách hôm nay về nói bây giờ so sánh nha, so sánh giữa Việt Nam và Miến Điện thì rõ ràng Miến Điện không có cửa, bởi vì nói một cách nôm na kể cả Thái Lan cũng vậy nữa, có nghĩa là cái ổn định chính trị không có, mà đã ổn định độ mà ổn định chính trị không có thì đương nhiên có những cái bàn tay lông lá vào nó quấy thôi. Cái bà Yuki này mới lên đó là bà có một người chồng là người Anh quốc, bà có quốc tịch Anh Đúng rồi, quốc, đúng rồi. nhưng mà bà lại là đầu thủ lĩnh của phong trào đòi hỏi về dân quyền gì đó, thì bà được một cái giải thưởng Nobel, nhưng mà nó khổ nỗi chồng bà là người Anh, bà hiểu rằng cái đất nước đó là ngày xưa là thuộc địa của Anh, nó hỏi bà cái đầu óc của người dân Myanmar làm sao không hiểu, vào đầu bà này làm bà rất khổ vậy. Thì cho ăn bánh vẽ, bà không có thực tài, bà không có lực cái tài lãnh đạo, vì chỗ đó là tan đàn xẻ nát, bất ổn chính trị. Thì bây giờ thấy rõ ràng thằng Mỹ nó hăm he ha, rồi mấy thằng kia cũng hăm he, nói chung là coi như là nó tan đàn xẻ nát cả, vì cái chỗ đó nó bất ổn chứ sao. Vì Việt Nam mình ổn định chính trị, điểm mới nhất thứ hai mình dồn mấy cái thằng mà đại tư bản mình biết, không ai dạy gì mà đem tiền bỏ biển cả, mấy cái thằng đó nó hiểu được rằng đất nước của mình ổn định chính trị vững chắc cho nên anh mới đầu tư. Nó rõ ràng là chuyện đơn giản thôi. Bây giờ tôi nói anh nghe là Samsung nè, Apple nè, Microsoft nè là thuộc là đại công ty, chứ là không phải công ty nhỏ, đại công ty, để hiểu không? Rồi tôi còn nghe một số là có nghĩa là hiện giờ các giới trẻ Việt Nam mình á, nó có một cái nó gọi là gì FPT cái gì đó, có nghĩa là những người viết ra FPT, phần mềm đúng rồi, cho Microsoft là đa FPT. số là người Việt ở tại Việt Nam làm cho Mỹ, làm ra một cái kiểu là online đó, đấy viết phần mềm tất cả những điều đó, em thấy kinh khủng. Thì ý tôi muốn nói cái điều này có nghĩa là khi chính trị được ổn định là đất nước thăng hoa, có người đã phát triển, và cái thằng đại tư bản nó không dạy gì, nó liền tiền vào một đất nước bất ổn. Đó là cho hết, thành ra tụi nó không có cửa. Nói về Myanmar hoặc là Thái Lan, sau này nó sẽ được vượt qua, Việt Nam mình vượt qua hết, bởi vì mình là ổn định chính trị một cách tuyệt vời. Anh à, Đó, vui. tôi nói là tôi tóm tắt là vậy. Còn cái thằng Myanmar là cái bà này mới cho ăn bánh vẽ, cho ăn bánh vẽ rồi xong cái tình hình chính trị từ cũ rồi bất ổn, rồi thời xưa là chế độ quân phiệt đấy, vì chỗ đó anh ra rốt cuộc anh thấy rồi sau này lật đổ không, bây giờ thằng quân đội nó chiếm quyền, nó bắt bà rồi, mà sao rồi nó lại trở lại như cũ, nó sẽ trở lại như cũ thôi, nó không khác gì đâu. Thì tôi thấy cái vòng luẩn quẩn nó cứ y chang vậy, bởi vì con người ta ở chỗ này mỗi đất nước mà không tự làm chủ được lấy mình Đúng rồi. Đúng rồi. không làm chủ được lấy mình thì cái chuyện đó là chuyện đương nhiên nó xảy ra thôi. Mà tất cả coi là này, nếu mà cho rước mình nói một cách là rước voi về giày mã tổ thì bây giờ các nước khác nó can thiệp vào, anh thấy không, Nam hay nó can thiệp vào. Mình tôi với anh là sống ở trong miền Nam, là từ tôi sống trong Việt Nam mà từ đấy anh, từ năm 1955 đến năm 1975 đây,
và ta là mỗi lần mà tôi thấy đào sánh bất cứ ở đâu thì tôi lại nghĩ đến Việt Nam này. Tại thì đó là Việt Nam quá nhiều mà. Việt Nam mà chỉ trong vòng có 20 năm thôi mà ta là đào sánh, mình người ta thường thường người ta nhớ đến những lần đào chính nó thành công, những lần đào chính mà nó quan trọng nó thành công, nhưng mà ngoại trừ những cái lần đảo chính ở trong Nam thành công á thì nó còn rất nhiều cái cuộc đảo chính mà nó không có thành công anh, không thành công mà thậm chí nhiều khi nó chưa rõ ràng. Tại vì thế này thế này, hồi nãy anh nghe anh nói chuyện là đảo chính của tôi đi, tôi có lấy cuốn sách, tôi đang đọc cuốn sách của cái thằng cha Larry Berman, nó viết về Việt Nam, thì trong cái lời đề bạt của nó mà nó viết về cuốn sách đó, thì nó căn cha này là nó cuộc đời của nó là nó ngồi nó nghiên cứu Việt Nam mà kể lại trong cái tờ giấy này. Tôi đọc qua đây là ngày 2 tháng 4 năm 1975, trưởng phòng trung ương tình báo ở Sài Gòn Thomas Pogger đánh điện cho tổng hành dinh cơ quan trung ương tình báo đề nghị đảo chính tổng thống Diệm đề nghị đảo chính tổng thống Diệu để dọn đường cho Minh Cò là tướng Dương Quang Minh lên cầm quyền. Anh thấy là đến ngày mùng 2 tháng 4 năm 1975 này, tức là tới đó mà còn vẫn còn tính đảo chính này. Tức là mỗi lần tôi coi nghe thấy bất cứ một đảo chính ở đâu, mà ngay cả những cái kỳ vừa rồi ở mùng ngày mùng 6 tháng 1 ở trên đất Mỹ này, là mình cũng liên tưởng Việt Nam. Cái Việt Nam là một cái quốc gia mà trong một thời gian rất là ngắn lắm, nó đảo chính liên miên. Và tại vì sao anh? Tại vì ở mình phải ở trong Nam thì mình mới hiểu là cái quân đội đây, cái quân đội mà nó đánh nhau dở nhất là cái quân đội nó chuyên môn nó đảo chính, không cái quân đội trong miền Nam Việt Nam là không có làm được cái chuyện gì cả, hay ho cả, ngoại trừ hướng đi đảo chính. Tại vì rõ ràng thế này là mùng 2 tháng 4 năm 1975 mà còn đi tính chuyện đi đảo chính, tức là chứng tỏ rằng là cái chế độ quân phiệt đây là một cái gì mà nó rất là lạm quyền. Chỉ có được nó, cái thằng cha quân đội nó mới có quyền thôi, chứ còn không có cái thằng mẹ nào mà nó có được bất cứ một cái quyền hành gì mà để. Tại vì nó có quyền lực đó mà nó có súng đạn đó mày, đánh nhau thì dở, nhưng mà bắt nạt dân chúng thì rất là hay. Cái đạo quân của cái quân đội của Miến Điện, cái quân đội của Thái Lan cũng vậy, đánh nhau rất là tệ, đâu biết đánh nhau từ lúc mà nó đâu có đánh nhau cái hay đâu. Cái từ đó nó gọi là cái tình trạng gọi là kêu binh đánh nhau như là mà chuyên môn bắt nạt dân chúng thôi, hơi một tí là biểu tượng, hơi một tí là đạo chính, tệ thì là tệ mà thì tội nghiệp với dân Miến Điện đó, cho anh họ thì họ cũng hiền lành đó chứ, mà sao mà để cho mà thiệt mình nhìn thấy người ta, anh nghe anh nói chuyện rồi mình nhìn thấy người ta như vậy đó, rồi mình nhìn thấy quay lại Việt Nam, tôi nói thiệt á, là không có nơi nào mà sướng như Việt Nam nữa. Không một sung sướng rõ ràng, không có cửa, bởi tôi nói câu là không có cửa mà thấy người ta mà chuyển giao quyền lực cái mặt, không phải là mới đây, bao nhiêu năm nay rồi, từ lúc mà có cái Đảng Cộng sản đó, mỗi lần họ cũng chuyển giao quyền lực đây là đàng hoàng yên lặng mà kỷ luật mà rất là nhân văn, không có kiểu mà thằng ông đằng sau này nhảy lên bóp cổ ông trước lấy quyền. Đây là Cali này nè anh à, tôi nói anh nghe, dân Cali của tôi nè, ngay bây giờ này, bây giờ là bây giờ nó tính tôi là nó đang rì co thằng okay, ông thống đốc, thống đốc tiểu bang, tức là không, tại vì có bầu cử mà có bầu cử thì là phải vận động bầu cử, là cái thằng sau tố cáo thằng trước, tức là bây giờ theo cái, mà cái thằng cha mà nó ra ứng cử cái này, nó đang lật đổ thằng kia này, cái thằng cha mà nó tính là lật đổ cái thằng cha ông thống đốc tiểu bang Cali này là cái thằng cha Mayer dưới này, Mayer dưới cái thành thành phố tôi này, Kevin Faulkner này. Thì khi mà ta bầu cử, người ta tranh cử là nó tố cáo thằng này đó nói xấu thằng kia, tức là mỗi lần mà nó tranh cử là mỗi lần mình thấy là cái thằng lãnh đạo này là nó không có ra gì cả, thằng đang lãnh đạo nó cũng không ra gì, bởi vậy mà thằng này nó mới tố cáo ông kia.
rồi cái thằng không bởi giờ mới nói rồi cũng nhờ cái dịch Covid này mà nó lột tỏ, nó lột hết trơn cái bộ mặt của cái tam quyền phân lập của nước Mỹ này. Anh nói thì rõ ràng, không có rõ ràng tệ. Tôi không chịu đấy nói chuyện Miến Điện giờ nói không. Miến Điện nó xa đây chỗ này nó chính, mà nó kêu là kiểu là trưng cầu dân ý đấy. Đại khái là thằng cha thị trưởng ở thành phố thôi, nó đang mở cuộc trưng cầu dân ý cho cả chân Cali ba mười mấy triệu dân lên, 18 triệu dân, 18 triệu dân đi bầu, là biểu bây giờ mà mình có nên giữ nó ở lại không, hay là đúng không mình lật đổ nó là sao lên nó lật nó một kiểu đảo chính ôn hòa lại khái, không khác gì, không có xúc động bằng lá phiếu. Mà mỗi lần nó đảo chính như vậy mình nhìn thấy chán đấy, tại vì nó ngồi nó kẻ xấu ông kia, đúng sai phải trái mình không biết, nhưng mà nó kẻ xấu ông đó đó ra không có, nó cũng phải làm cho có thằng không này có, nó phải làm xấu cho mày có. Thì thằng này nó đâu có ra gì đâu, tại vì kỳ trước nó ở đây là tôi thấy tụi nó tố cáo thằng này là không biết bao nhiêu chuyện đó ra. Trong cái lúc này là lúc khó khăn của cả cái tiểu bang cả nước Mỹ, mà bây giờ mình lại làm cái chuyện coi không được. Tôi ngay cái tiểu bang Cali này, cái thằng cha Cali, thằng mayor của cái thành phố tôi này, thằng đó hồi đó mà là nó hai kỳ nó làm như này, nó đâu có làm cái mẹ gì, nó làm hiểu tới hiểu lui nó làm vậy. Bây giờ nó đến nó tố cáo ông kia, tại giờ là đây nó cho làm hai kỳ thôi. Thì đấy mình nói là mỗi lần mà bây giờ mình nói cái chuyện là cái sức mạnh của chính trị đây, mà nói bầu cử đó, mình thấy không được cái gì cả. Thằng nào cũng như thằng nào, cả thằng nào cũng ăn trộm ăn cướp, mình đâu có biết ăn trộm cướp thế nào. Chỉ khi mà nó tranh cử nó dậy thì nó tố cáo nhau thì mới biết là tố giác nhau. Thằng này đi ăn trộm ăn cắp, tối ngủ con nhỏ này có ăn ngủ người kia, đi nhậu nhẹt không có đeo khẩu trang, nó thí dụ vậy đấy. Tệ vô cùng. Mình thấy mấy ai đâu đó, mình nghĩ nói chuyện xa, nói chuyện gần, nói chuyện nhà này, chỗ này, rồi mình lại quay lại chuyện Việt Nam. Tôi thấy Việt Nam có thể cái chế độ họ rất là văn minh, chưa bao giờ tôi thấy ông lần trước mà ông lần sau mà ngồi lên tấn công ông lần trước, rồi ông trước quay lại chửi ông sau, bóp cổ ông sau cả, chưa bao giờ mới đúng đó. Bằng chứng là cái kìa, hình như cái đại hội 13 gì này nó vừa bế giảng xong rồi ha, xong xuôi ra anh thấy rõ ràng im ru từ trên xuống dưới, rõ ràng người ta tay bắt mặt mừng và chúc tụng nhau, rồi có những cái thấy rất là êm thấm, rồi êm ru, không êm ru mà rù, chẳng có cái gì gọi là phải đắn đo cả. Người dân anh thấy rõ ràng không có một tí gì gọi là gợn sóng cả. Trong khi này anh thấy rõ ràng cái bầu cử gì rồi, thấy không, trời ơi, tới bây giờ chưa yên nữa, bây giờ nó vẫn còn luận tội đó, thấy chưa, lập luận tội, trời hỏng bệnh ghê. Cái đó mà ở đây nước Mỹ thì tất cả mọi người đều biết là mình không nói nữa, mà mình nói cũng đẹp Myanmar, những cái nước nhỏ nhỏ chung quanh mình đó, thì một là Myanmar, hai là Thái Lan. Thằng Thái Lan là thằng nhất chút là nó có nghĩa là anh thấy nó đảo chính liên tục, nó đảo chính liên tục, mà mình mới khẳng định cái điều này là có nghĩa là bởi vì cái ổn định chính trị của cái đất nước đó nó không có, anh biết không, bởi toàn là vay mượn không à, toàn vay mượn không à. Cái thằng Thái Lan cũng vậy, cũng dựa hơn Mỹ, cũng Mỹ đứng sau lưng, rồi có thằng Myanmar cũng vậy thôi, có nghĩa là cũng các nước kia của thuộc địa Anh, rồi xong thằng Mỹ cũng nhúng tay vô, bên đây hâm he rồi đó, rồi các cái đủ thứ rồi. Bởi vậy đó là nó một cách khác là kêu bằng bây giờ nếu mà nó nặng chút xíu thì mà rước voi về giày mã tổ là đó là vậy, tan nát hết, nó sẽ tan nát hết cho anh coi thế thôi. Mà thì đó, mà mình so sánh như vậy, mình nghĩ lại cái đất nước của đó, rồi mà đất nước Việt Nam của mình mới thấy đất nước mình nằm mới tuyệt vời, anh thấy thế nào. Bởi vì mà tôi cũng nói rồi, tất cả những cái thằng mà trùm đại tư bản ở nước Mỹ này là đủ, nó không có dạy mà nó không có ngu, nó bỏ tiền, nó không phải mà đêm xuống biển nó bỏ, nó phải lựa những cái đất nước nào mà vấn đề thứ nhất á là ổn định chính trị nó mới đầu tư. Anh thấy không, bây giờ Apple là, Samsung là, Microsoft là, nói chung là những cái đại công ty tư bản mà ở bên Mỹ này là trút vào đất nước Việt Nam này hả anh, thấy rõ ràng cái thằng đó anh mình nghe anh nói cái mình thấy là rõ ràng như chuyện Cali bây giờ này. Chuyện khó khăn của cái tiểu bang này đâu phải là cái lỗi của ông thống đốc đâu, có chuyện dịch bệnh mà dịch đúng bệnh rồi. Thì cái chuyện đó đâu phải là ông làm đâu, mà bây giờ là cái thằng mặt tệ lắm, mình đổ lỗi
nó tệ đến mức độ là tất cả các mọi thứ gì là bây giờ nó đổ lỗi cho thằng Trump, sau rồi nó, thằng sau đổ lỗi cho thằng trước, y chang dùng Trump thôi. Rồi, cái gì bầu cho tôi tao. Phải không phải tao lối cổ nó xuống bầu cho tôi, nghe lời tôi, mà cái thằng này là nó ở nó thị trưởng của tôi biết mà, hai kỳ rồi nó cũng cờ lơ phất phơ vậy, nó cũng nhậu nhạt cả ngày chứ nó đâu có làm ăn mẹ gì đâu, tôi biết này mà, nó ở cái đấy nè. Thành thử ra mình thấy là đấy là như là bây giờ mình quay lại chuyện Miến Điện, anh dân họ không tội nghiệp, dân đen mà anh, họ đâu có tội lỗi gì ấy, chỉ có là cái thành, mà cái kiểu này á, cái kiểu này của mấy ông Miến Điện là không có thể nào thoát ra khỏi cái chế độ quân Việt này, mà rõ khi ràng, mà ông tôi là nói lại, nó có nghĩa là nó sẽ trở lại gì, nó trở lại chắc chắn y chang ngay trước khi thời kỳ của bà kia gì là, làm gì sao là mà thoát khỏi y chang, không y chang làm sao mà thoát khỏi vậy? Mà ông đó là quân Việt mà ông yếu rồi đó, mà ông nhờ thằng ngoài đó là ông chỉ đi làm nô lệ cho nó chắc, thôi, làm nô lệ suốt đời thôi, ông chỉ đi làm thằng lính đánh thuê cho cái thằng ngoài thôi chứ ông có làm được gì rõ ràng nó là cái thằng cha Việt Nam, tôi nhìn thấy là cái thằng cha Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa là quân Việt lên đó là không có làm gì cả, chỉ đi cuộc đời của nó chỉ, nó chỉ một sai sai khiến dân chúng đi làm lính đánh thuê cho nó thôi, hết tiền là không có đánh nhau nữa. Đây này, mẹ ngày 2/4/1975 mà tới bây giờ lúc vẫn đó còn. Vẫn còn đạo chính đây, đâu có khác gì đâu, đâu khác gì, không khác gì. Mình nói chuyện ở ngoài, mình nói chuyện người ngoài, mình nói chuyện con người mình, nói chuyện cái nước Việt Nam mình thật đó, tôi thấy là họ chuyển giao quyền lực như vậy đó là thiệt, đâu là đó đời năm đời trước, năm năm trước mình làm không được hết một mình làm, còn thiếu cái điều này thiếu điều kia, năm năm sau mình tiếp tục mình làm, mình sẽ bù lại đó. Cái nhà nước Việt Nam mình nó hay cái chỗ này, anh hôm trước tôi cũng nói một lần rồi, ở Mỹ thì không có cái này nhưng mà ở Việt Nam mình thì có nghĩa là họ ví dụ như là họ nói là năm năm tới phải đạt được cái mục tiêu gì, hay cái đó là hay, có nghĩa là phải đạt được cái mục tiêu gì đó, nhưng mà ở Mỹ thì không, tại 4 năm thì ông kêu xuống mẹ rồi, còn cái ông sao ông lật lại luôn, lật ra tớ quốc luôn, không được. Còn Việt Nam mình nó hay, nó chậm mà chắc đó. Mình làm chậm đời chắc. Đời trước làm chưa xong, làm còn thiếu, đời sau tiếp tục làm cho nó thêm một chút đó. Không sao hết đó. Đi đâu mà tại vì có làm đi làm chứ còn đâu, còn ở cái đất nước nó còn ở đó, công việc nó còn ở đó chứ nó đâu có biết trời ấy. Thế bởi vậy mình nhìn thấy cái thấy cái đảo chính là Myanmar nó, rồi cái mình mỗi lần thấy đảo chính mình nhớ là ngày Việt Nam này. Ủa, thiệt chán đó. Quần áo lính quan đây hù dọa đồng bào, cả ngày đi mặc quần áo lính là hù dọa đồng bào, có máu quân Việt nó còn mấy ông Việt Nam, tao chán thật. Đấy, coi cái gương của Myanmar đó. Anh em mình á, quân Việt, rốt quân Việt mà cái thằng đã quân Việt mà nó phải giỏi giỏi anh tí á. Phải quân Việt mà phải nó phải giỏi, nó phải mạnh cái thằng Italy, thằng Đức là thằng lá khác. Tại nó chủ lực được, nó muốn làm gì anh làm, nó làm theo cái ý của nó. Quân Việt mà như thằng Thái Lan á, thằng Myanmar là cả đời của yeah, nó. Cả, cũng nói chung đi, là cả đời đi, cả đời đi ở đó. Đi đánh thuê tôi chứ không có làm được cái gì cả. Quân Việt mà nó đã yếu rồi đó, mà nó sức mình không có là chỉ đi làm lính đánh thuê thôi chứ không có làm cái gì được hơn được.